Hôm nay câu hình như thế mình sẽ nói luôn cả giảm men gan. Có ai giảm men gan không? Giảm men gan thì còn nguy hiểm hơn là tăng men gan. Xin chào các bạn. Rồi chào các bạn, gọi nhau vào đi nào. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn về cái mà các bạn hay quan tâm. Đó là men gan. Đó là men gan. Đó. Thì để các bạn xem. Nhưng mà trước hết thì cái trước khi nói về cái men gan tăng ấy, bệnh gan rồi men gan tăng ấy, đã có một cái livestream tôi nói về cái bệnh gan rồi, nói đến hai lần rồi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ nói sâu hơn một chút về cái mọi người quan tâm, vì hay nhắn để hỏi tôi về cái tình trạng tăng men gan. Hôm nay có thể như thế, mình sẽ nói luôn cả giảm men gan. Có ai giảm men gan không? Giảm men gan thì còn nguy hiểm hơn là tăng men gan. Thì được các bạn ạ, trong cái nội tạng của chúng ta là nó có lục phủ ngũ tạng. Cái ngũ tạng thì các bạn biết rồi, ngũ tạng là đấy, tâm can tỳ phế thận. Tâm can, gan là thuộc can, tim là thuộc tâm, nhưng tâm can tỳ phế thận thì là đấy là cái ngũ tạng. Đấy, tim gan thận phổi tiêu hóa ngũ tạng. Thế còn cái lục phủ thì chúng ta ít để ý hơn, vì những người làm đông y thì mới biết tạng và phủ tạng nha. Thế này, trước khi nói về cái bệnh gan với men gan thì mình nói thêm cho các bạn chút về cái lục phủ trong cơ thể chúng ta. Cái phủ thứ nhất là phủ đậm tức là mật, đậm đạm nên là can đạm, trong tiếng Hán Lộn là gan mật, nên là đậm là mật, nên là ví dụ như hoàng đậm, hoàng đảm tức là gọi vàng da. Thì nó tùy theo cái lúc mà nó gắn, thì nó có thể nó gắn thành đậm, thành đảm hoặc là thành đảm, hoàng đảm, hoàng đảm, hoàng đậm, đậm là mật nhé. Đấy, thì cái phủ thứ nhất là lục phủ, cái phủ thứ nhất là mật, cái phủ mật. Thì cái mật này nó khai khiếu ra mắt. Đấy, thế nên là nó mà vàng da nó tắc mật ấy, là nó sẽ vàng mắt. Đấy, đúng không? Thế đây. Thế nên là những người mà lòng trắng mắt đó, lòng trắng nó vàng ấy. Đấy, là chúng ta gì tắc mật. Nhá. Đấy. Đấy, tắc mật. Thế thì còn vị. Vị tức là dạ dày. Dạ dày. Cái phủ nó là rỗng mà, nó là cái dạ dày. Thế còn cái tỳ ở trong cái ngũ tạng thì nó là tỳ vị, thì nó gồm có dạ dày và lõi. Thế nhưng mà ở đây là cái vị là một cái phủ, đấy, tức là chính là cái dạ dày của chúng ta. Thế còn cái phủ thứ ba là phủ tiểu trường. Phủ tiểu trường tức là ruột non. Ruột non nhá. Thì nó liên quan đến tim. Đấy. Thế còn cái phủ đại trường tức là cái ruột già thì nó sẽ liên quan đến phế, đến phổi nhá. Đấy. thế nên là tại sao tôi lại cảnh báo các bạn là sau cái dịch Covid ấy, mà nó không phải là hậu Covid mà sau cái dịch Covid thì nó lại sẽ mò ra cái bệnh tiêu hóa, mà bây giờ chúng ta đang nhảy lambada lên, rất nhiều người bị bệnh tiêu hóa đúng không, bị bệnh đường ruột, bệnh tiêu hóa. Đấy. Thì chúng ta thêm một số cái khái niệm. Thế còn cái phủ thứ năm là cái bàng quang, cái bóng đái, bàng quang bóng đái, đúng không? Thì còn cái phủ thứ sáu thì nó chơi trừu tượng. Cái phủ thứ sáu là tam tiêu. Đấy, tam tiêu thì nó gồm có thượng tiêu, đấy, trung tiêu và hạ tiêu. Tức là nó là gồm cả cái ổ, cả cái trống rỗng. Đấy, trống rỗng ở trong cái gọi là tam tiêu. Thế là có lục phủ, đúng không? Đậm, nhưng là mật, vị dạ dày, tiểu trường, đại trường, bàng quang và tam tiêu. Đấy. Thế thì gan nó nằm đâu? Gan nó nằm trong ngũ tạng. Lúc nãy là lục phủ. Lục phủ nó liên quan đến ngũ tạng. Cái lục phủ là cái chỗ rỗng để mà nhồm nhoàm nhai vào đấy, họa thì từ miệng mà vào, nó vào nó sẽ tống vào cái
cái tạng rỗng đầu tiên là cái phủ đầu tiên là cái dạ dày. Đấy, cái vị đầu tiên axit thì nó co bóp rồi thì là sau đó thì nó mới đi xuống đến khúc hai hành tá tràng, thì ở đấy có cái ống mật chủ nó đổ vào đấy. Đấy, thì cái phủ thứ hai là mật nó mới tưới vào đấy nhé. Thế rồi nó mới vòng vèo sáu mét ruột non rồi đến mét rưỡi ruột già đấy, để nó mới hấp thụ về gan đấy. Thế nên là những cái phủ rỗng này là nó chứa đựng, nó chế biến thức ăn cả chất độc nữa, rồi nó bơm sang gan là cái nhà máy hóa chất đầu tiên để làm việc. Gan xong nó mới bơm lên tim đấy, tim nó bơm lên phổi để nó đi khắp nơi, nó xuống thận, nó vòng vèo rồi nó lại, nó theo cái chu trình như này. Thế thì cái ngũ tạng thì nó gồm có gì? Tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm đấy, chúng ta cứ quan niệm tâm là tim nhé, nhưng không phải. Tim thuộc tâm, cái phạm trù tâm nó rộng lắm nhé. Thế nên là tâm, can, tỳ, phế, thận. Gan đấy, là thuộc can. Tỳ là gồm có tỳ vị ở lá lách. Thế thì phế là phổi, hô hấp và thận. Đấy. Thế thì nó có lục phủ như thế. Và nếu mà ai đó mà xem về ngũ hành, đôi khi tôi nói một chút về ngũ hành tương sinh tương khắc đấy. Kim là phế kim thì sinh thận thủy. Phế thuộc kim loại đấy, thận thuộc thủy tức là nước đấy. Đấy, thận thủy thì dưỡng căn mộc tức là cây đấy, và căn mộc thì sinh tâm hỏa tức là lửa đấy, tim ấy. Đấy, và tâm hỏa thì lại sinh tỳ thổ, tỳ là thổ, tỳ thổ lại sinh ra phế kim. Đấy là cái vòng tương sinh. Cái vòng tương sinh thì tương khắc theo ngũ hành, tương sinh tương khắc, có tương sinh thì có tương khắc. Phế kim thì khắc căn mộc, vì kim loại mà nó cưa nó cắt được cây, phế kim thì khắc căn mộc. Đấy. Mà mộc thì khắc thổ, cái cây nó ăn được đất, nó mọc ở trên đất, trên đá. Mộc thì khắc thổ, mà thổ thì đắp đê ngăn nước được, nên là thổ thì khắc thủy. Tỳ thổ thì khắc thận thủy nhá. Thế thì thận thủy thì lại khắc là tâm hỏa, vì dội lửa vào nước thì nó tắt lửa. Đấy. Thế nên là để chúng ta biết thêm cái quy luật tương khắc. Đấy thì trong cái chọn bạn bè làm ăn, lấy chồng lấy vợ thì cũng hay chọn cái tương sinh tương khắc. Thế nhưng mà nó còn tương thừa tương vũ nữa cơ. Đấy, tương thừa là nó ngược lại cái tương sinh, chẳng hạn là can mộc thì sinh ra tâm hỏa, tức là can là mẹ còn tâm là con. Thế nhưng mà con ấy nó lại giúp lại được cho mẹ là can, thì cái đấy gọi là tương thừa. Chẳng hạn như là tôi thành bác sĩ, tôi chữa bệnh được cho mẹ tôi giúp được mẹ tôi. Thế các bạn ấy mai học hành cho nó thành đạt, giỏi giang lên, thì các bạn kiếm được nhiều tiền, các bạn lại nuôi lại bố mẹ mình, thì đấy gọi là tương thừa. Đấy, thế còn tương vũ là cái thằng bất hiếu phát ra chỉ tử. Chẳng hạn như là tỳ thổ thì khắc thận thủy, tức là bình thường thì đất sẽ ngăn được nước, nhưng mà tương vũ là gì? Nghịch tử, ngăn nó không được, nó sẽ trôi cả đê đi, nước nó cuốn cả đê đi, lũ lụt đấy. Đấy, thế nên là thằng con, những thằng con phản phúc ấy. Đấy, nó chống lại gia đình, nó làm hại bố mẹ, nghiệp chướng ấy. Nhưng thì đấy gọi là tương vũ. Thì mình sẽ nói thêm một chút để cho các bạn hiểu một chút về cái quy luật tương sinh tương vũ. Lát nữa thì tôi sẽ nói sang hướng tây y về gan và men gan tăng cho các bạn hiểu, nhưng để các bạn hiểu theo cái ngũ hành tương sinh. Nên như vậy thì cơ thể là một khối thống nhất, chứ không thể nhăm vào gan, men gan nhăm và chữa gan, mà có thể là nguyên nhân bệnh lại không phải tại gan đấy nhé. Thế nên là đấy là cái ngũ hành ở trong tiểu vũ trụ là con người đấy. Thế còn đại vũ trụ ở bên ngoài, về thế giới, thì ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thì nếu mà như hôm nọ tôi nói về mấy cái nhận định là thời không về hành kim ấy. Đấy, là đỉnh cao của kim thì sẽ là kim vượng, thì sẽ là sinh thủy, nên là sẽ là lũ lụt tăng. Thế các bạn mới thấy là thế thì có bốn cái hành chính là hành thủy, hành hỏa, rồi hành kim, hành mộc, chứ không có hành thổ. Nhưng trong thời không thì không có hành thổ,
Tại sao lạ thế? Tại vì nếu như các bạn xem, nếu như các bạn xem cái ngũ hành ấy, để mặt làm nhà của bạn ấy, đấy, thế nên bạn lấy dựng vào cả chồng bạn xem là để đứng mà chơi với nhau, lấy người này người kia ông chơi với nhau làm ăn nhau được không? Thế hay làm nhà làm cửa, bạn xem ngũ hành này. Ngũ hành là thì bản chất của nó là gì? Phân xoay. Phân xoay là phong thủy, phân là gió, xoáy là nước, xem gió xem nước đấy, trông trời trông đất trông mây trông mưa trông gió trông ngày trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Đấy, người ta đi cái lễ công mà tôi nay thì cấy còn trông nhiều bề đấy. Người cổ xưa, người phương Bắc và người phương Đông là người ta xem theo cái ngũ hành như vậy. Thì để làm cái nhà đấy, thì tính kim một thủy thổ là năm hành thì mới tạo ra vũ trụ. Thế thì đằng sau này tự lưng là huyền vũ này, rồi thanh long bạch hổ này, cái đằng trước là trung tước này, này thì là mình chỉ xem được loanh quanh cái nhà mình thôi. Thế thì các bạn để xem là gì? Thế tại sao người Hồng Kông chỗ nào cũng phong xuôi phong thủy, thế mà họ dính tanh bành ra như thế đấy, nên không cái gì thay quá được đâu nhá. Nên đấy, bạn có thể xem người Hồng Kông là cái gì người ta cũng phong xuôi phong thủy, ăn phong thủy, uống phong thủy, đi toilet phong thủy, chơi phong thủy, xây dựng thì tất cả các dự án phong thủy. Đây có một số bạn làm bất động sản đấy, phong xuôi thì hãy nhìn cái tấm gương Hồng Kông rồi Singapore, cái gì cũng phong thủy đấy. Nhưng Singapore thì vẫn đang vượng, nhưng còn Hồng Kông vượng chán thì bây giờ lại suy, đúng không? Thế thì nó lỗi ở đâu đấy? Thì chúng ta nhìn là phong xuôi phong thủy là chúng ta nó gần như chúng ta chỉ lo cái nhà của chúng ta, bạn ấy bạn chỉ lo cái nhà bạn, còn bạn đốt rác ngoài đường, bạn vứt rác ngoài đường, bạn phá đường, đúng không? Bạn làm bệnh ngoài đường, bạn lo cái nhà bạn thôi. Nhưng cái thời không là nó lo cả vũ trụ, nó nhìn ra toàn vũ trụ. Nên tại sao nó không có tính hình thổ? Thì mình thổ là quả đất rồi, nó nằm trong vũ trụ rồi nhé. Thì chúng ta đang ở trên đất rồi thế nên là bây giờ chiến tranh nó mới nếm như này thôi, chứ còn hết 10 năm nữa, không tính năm nay thì còn 10 năm nữa là nó hết cái thời không của hành kim, nó chuyển sang hành thổ, thổ vượng nó mới sinh kim, lúc bây giờ nó mới là bom đạn, mới là kim khí, lúc bây giờ nó mới đánh nhau không còn thế giới nữa cơ đấy nhá. Thế bây giờ chủ yếu là nó hẳn nhau bằng mồm, có đúng chân đúng tay, nhưng mà nó là do tức khí, anh hùng tức khí. Cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên người ta dễ tức khí, người ta hẳn nhau. Tôi đã nói từ thế kỷ trước, từ trước năm 2020 mà người ta tức khí, máu anh hùng tức khí, hẳn nhau, cãi nhau rồi hạ bệ nhau, hạ bệ người nổi tiếng, phá phách nhau. Sau đó thì nó dẫn đến ly hôn ly dị trong gia đình, nó dẫn đến là mất anh mất em trong dòng tộc, rồi nó dẫn đến là các quốc gia là cãi vã nhau, khẩu chiến lẫn nhau, xong mới quýnh nhau. Nhưng chưa thấm đâu, nó phải hết 10 năm nữa nó quánh nhau, nó quánh thế đấy. Thì cái lá gan của chúng ta nó thuộc là ngũ tạng, và nó thuộc là nó là một cái tạng đặc là nó chứa máu cam, nó tàng huyết. Nhưng mà đây ngũ tạng thì có gì? Phế thuộc kim nhé, mà nó sẽ liên quan đến đại tràng đấy, là ruột già đấy. Thế mà can thì thuộc mộc, và nó liên quan đến mắt. À, rồi thủy là thận thuộc thủy, và nó liên quan đến tai, ù tai điếc tai là do chừng kéo thận kém nhá. Đấy, thế mà mắt kém này là coi chừng gan kém, và nó ngược lại, nếu cứ màn hình này smartphone xem nhiều quá là cũng hại gan đấy. Thế mà mắt này, mắt gan nó nối vào mắt, nên là chúng ta nhìn thấy người kia có xe đẹp, nhìn người kia kiếm nhiều tiền là chúng ta bị đau gan, bên này người ta nó đau gan, tức là chúng ta cũng thấy nó quất, thấy nó cay, thấy nó cay, thấy cay cú, nhìn thấy nó có vợ đẹp con côn, nhìn thấy nhà lầu xe hơi, nhìn thấy xe nó đẹp hơn xe mình, thế mình cay cay cú, nó quất kết trong gan đấy. Nhìn những cái lần tránh nhìn mà ghen tức bằng con mắt đấy, là nó quất kết ở trong cái lá gan. Thế nên là thời nay thì người ta hay găng tị nhau, người ta uất ức nhau, người ta ẩn nhau trên mạng là bệnh gan nó sẽ rất nhiều đấy. Thế nên là gan nhiều rồi lại đến mắt, nên tại sao tôi mới nhận định được một cái kỷ nguyên mà rất nhiều người mù loà, được mù là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Thất thủy thì nó hay khiếu tới tai nhá. Tâm hỏa thì nó liên quan đến ruột non đấy, nó liên quan ruột non tiểu trường. Thổ là tỳ vị đấy, dạ dày đã lách. Thì cái can của chúng ta hôm nay thì tôi nói về cái gan thôi. Thế bây giờ lục phủ ngũ tạng hay là hôm nào chơi bài là mỗi hôm TikTok là like một cái, hôm nay tôi live stream cả trên TikTok nha.
Rồi và nữa, tôi đi ra đường thì tôi sẽ livestream trên YouTube. Hình như là tôi livestream trên YouTube khi xe đang chạy là như ở trên Facebook là nó chặn tôi sao. Nhưng tôi thấy vừa mở ra cái được mấy giây chặn. Nó on tôi còn 2 ngày nữa chặn. Nên tôi ngứa ngay, tôi sẽ livestream trên YouTube. Bây giờ tôi ăn cái gì, tôi mua cái gì, tôi đi ra ngoài chơi, tôi đi lái xe chạy nhanh chạy chậm gì không. Lúc nào tôi cho các bạn xem lái bên này nó khác bên chúng ta. Thì tôi livestream trên YouTube nhá. Đấy, bây giờ đang livestream cả trên TikTok. Đấy. Thì các bạn chia sẻ cái kênh TikTok, nó cũng nó phổ cập cho nhiều người. Và tôi sẽ lên đây mỗi ngày để tôi chia sẻ và tôi nhắc là từ bây giờ tôi sẽ nói trên TikTok nữa. Thì thưa các bạn là các bạn nhớ bấm like nhé, bấm like cái trang này, bấm follow cái trang TikTok rồi bấm like, bấm follow cái trang fanpage của tôi. Còn nếu người nào lọt mắt tôi trong follow trong trang cá nhân của tôi thì rất nhanh thành bạn. Thế hôm nay thì lục phủ mỗi hôm nói về một phủ cho nó hay nhé. Ngũ tạng mỗi hôm nói tạng, hôm nay nói tạng số 1 là can. Tôi nói về gan rồi, gan là liver, liver trong tiếng Anh là liver, nhưng mà từ nguyên thể từ Hy Lạp nó là liver là cuộc sống. Liver, living, anh sống ở đâu? Living, I'm living in Hanoi, đúng không? I'm living in Warsaw. Living là sống, mà liver là cuộc sống. Thì cái lá gan tiếng Anh là lấy từ nguyên thể từ Hy Lạp là liver. Cái bài tôi nói rồi, nếu ai muốn nghe thì các bạn chia sẻ cho nhau. Còn hôm nay tôi nói dưới dạng đông y một chút xung quanh sang Tây y. Tôi là bác sĩ Tây y. Nhưng mà nhà tôi là gia truyền làm đông y, nội ngoại làm đông y. Từ hồi học cấp 2 là ăn trộm sách thuốc của ông để đọc, nên nó mới có cái kiến thức này. Thế thì cái gan của chúng ta hôm nay nói về tạng can. Can là nó tàng huyết. Nó tàng huyết thì theo đông y là tàng huyết nhé. Can chủ cân. Can nó cùng với tỳ vị nó chủ cân. Cân trong từ cân cơ ấy. Gân cơ này, gân cốt này này. Can tàng huyết. Tàng huyết chứ còn theo đông theo tây y thì nó còn là một cơ quan tạo máu nữa và liên quan đến hệ miễn dịch nữa. Đấy. Thế còn đông y thì người ta thấy là can là nó tàng huyết, can chủ cân. Thế nên là khi mà cái gan của chúng ta kém, gan bắt đầu suy yếu thì đối với người già nghe đây, người già mà tôi già thì không biết đây. Người già nghe này, người già thì nó co duỗi nó khó khăn. Thế nên là ngồi xuống đứng dậy là hai tay chống gối đứng mãi là ôi trời đứng lại đi này sáng dậy rồi nó đau cứng các ngón tay này, nó đau cứng các ngón tay lại buổi sáng ấy, thì có thể là viêm đa khớp cứng khớp buổi sáng, thế nhưng mà cũng có thể là nó cứng cơ thôi đấy. Rồi nó đau ôi ngồi xuống nó ngồi được, ngồi một tí đứng dậy, có người không ngồi xổm được nữa, rất nhiều người già là không ngồi xổm được nữa đấy. Thế là người đối với người già là biết rồi, thì can nó chủ cân, can thì nó tàng huyết, can nó làm cho người ta mạnh mẽ, can đảm người ta khỏe mạnh, cơ bắp vì nó tổng hợp protein, nó như ông nát rượu ấy, là gầy như hình nghiện rượu ấy, nó teo hết cơ rồi nó không còn tổng hợp được cơ nữa đấy. Thế nên là nhưng mà nó co cứng cơ, đối với người già là nó co cứng cơ. Thì bây giờ có những người nào mà thấy mình chưa già đã co cứng cơ chưa? Nó co cứng cơ chưa? Đấy thì là dấu hiệu gan kém đấy nhá. Thế rồi thì là nó co duỗi nó khó khăn, ngồi xuống đứng lên khó khăn, đi lại lập cập khó khăn, rồi đặc biệt là sáng ngủ dậy cử động mãi như đó, các ngón tay nó cứng, có thấy không? Hay ai thấy rồi thì là đấy nhá. Các bạn về mà thấy bố mẹ mình kêu là giờ nó dậy nó cứng mất một lúc, xoa bóp lúc nó mình sáng dậy phải xoa phải bóp để mình nhuần được. Trẻ con nó dậy giường đất nhảy dịch phát, mình mà nhảy phát thì chết đúng không? Thì đấy là dính đòn rồi nhá. Thế còn em bé trẻ con ấy mà cái gan của nó kém ấy mà trẻ con có bị gan kém không? Theo các bạn trẻ con nó bị gan kém không? Nhưng mà do đâu trẻ con bị gan kém thì lát nữa chúng ta sẽ cùng xem nhá. Thế thì trẻ mà cái gan nó kém ấy là nó dẫn đến chậm nói. Thế nó chết người không có ai ngờ đúng không? Đấy, nó chậm nói. Đấy, các bạn cứ ngồi đấy mà lo những người chậm nói đấy, bảo là nó thân bệnh với tâm bệnh, lo đi. Thì trẻ mà gan kém ấy, em bé là nó chậm nói đấy nhá. Rồi nó chậm biết đi. Thế nhà nào con nó chậm biết đi? Các em bé cửa sổ vàng ấy là nó đẻ ra 5 ngày một tuần nó trườn cả mét, có đứa nó trườn vòng quanh giường nó quay. Thế còn hai ba tháng thôi, nhưng Bảo Linh hết 3 tháng là nó đòi sức nách nó dắt nó đi đấy, nó 8 tháng rưỡi là đứng lên nó đi được rồi. Thế có những người con 18 tháng đi chưa vững,
7-8 tháng cổ vẫn ngật này, lấy hơi gan kém này, chậm nói này, vận động kém, chậm biết đi, đấy, nó teo cơ. Thế nên rất nhiều người mà con nhà em nó còn cơ bắp không có, cổ chân của tay nó bé tí, nó teo tóp đi, người con nó càng ngày càng teo tóp đi, thì đấy là gan nó kém đấy. Đấy thì làm nào nhá. Thế thì như thế nào? Hôm nay tôi nói về cái gan yếu đấy, thì chớm một tí sang cái gan yếu để nghe cái gan yếu. Thế thì như nào là gan yếu, cái nguyên nhân mà gây gan yếu nhá. Nguyên nhân gây gan yếu thì hàng đầu là nó bị viêm do virus, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, đúng không? Viêm gan A thì nó lây qua đường tiêu hóa, viêm gan B, viêm gan C thì nó lây qua đường máu, đường huyết thanh, đường tiêm truyền, đường quan hệ tình dục, đấy, đường máu. Thế thì hàng đầu. Thế rồi là có thể như ngày xưa là hay bị amip, áp xe gan, rồi các nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, thì bây giờ lại còn cái viêm gan lại. Viêm gan lại ở châu Á xảy ra vừa rồi cũng rung động báo động, đúng không? Thế thì thế còn không bị cái virus vi trùng gì, thì người ta bị là do cái chất độc cứ đưa vào ngày đều đặn. Các cô, các bác, các chị em không có ăn ở, không có uống rượu, thế mà cũng bị men gan tăng. Thế đặc biệt là những người uống rượu khỏi nói rồi, mà cái rượu ở Việt Nam thì ghê quá rồi, đúng không? Thì tôi xin lỗi các bạn uống rượu, các bác uống rượu, chúng tôi có đem các cái mẫu rượu để xét nghiệm, thì thực ra cũng ghê. Và rượu Việt Nam nhiều rượu không rõ nguồn gốc lắm, mà nếu có biết nguồn gốc thì là men tàu. Đấy, nó là lý do mà tiến tới trong tương lai thì khả năng tôi sẽ đang cố gắng trong cái nỗ lực, cái lộ trình để mở nhà máy rượu ở miền Trung Việt Nam. Chúng tôi sẽ nấu chiết xuất từ lúa mì khoai tây, lúa mì có mạch khoai tây, thì cho các bác anh chị uống. Thì người nào theo dõi tôi nhé, để khi nào có rượu xịn, đấy, rượu Balanki vodka đầu tiên. Sau đó thì nếu thích thì tôi sẽ làm cả bia tươi nhá, Balanki. Cái này thì nó chụp bia các bạn theo. Đây là rượu bia, chất độc. Đấy. Thế mà một cái trí tử trí mạng mà ít trên mạng ít đề cập, đó là cái thói quen mà chúng ta thức khuya quá. Cái tầm mà trước 9 giờ tối ấy, là cái giờ đấy là của giờ của nội tiết nó hoạt động để nó cân bằng nội tiết, và giờ đấy là giờ nếu mà theo đông y ấy, là giờ của cái tinh tâm bảo lạc, của trái tim ấm áp bình yên bên gia đình, ăn cùng vợ con, chơi với con, bố chơi với con, cho mẹ rửa bát. Đấy, hay là cho quần áo vào máy giặt, hay là bố đọc sách cho con, hay mẹ đọc sách cho con, đúng không? Thế thì cái giờ là giờ bên gia đình nhá. Thế nên đi đâu đi giờ phải ăn tối với gia đình, nên sao tôi hay về tôi nấu cho gia đình nhìn hết đấy, nó cần cái ấm áp gia đình, tình thương yêu người thân. Nếu mà chưa có thì giờ là giờ đi hò hẹn đấy, ngày xưa đi làm là giờ là hẹn nhau bờ bụi chuối bờ đê đấy, là hò hẹn. Thế còn cái giờ mà từ 9 giờ đến 11 giờ ấy, giờ mà cái can nó tàng huyết, can nó có tính năng tàng huyết, và nó tàng huyết mạnh nhất là cái giờ từ 9 giờ đến 11 giờ. Tức là gì? Cái đấy quá trình tiêu hóa lúc bây giờ đang ổn, từ trong các cái phủ rỗng đấy, dạ dày đấy, đại tràng đường tiểu trường ấy, rồi nó bơm vào tĩnh mạch cửa nó về gan, lúc mà gan tàng huyết nó căng đầy thức ăn, dưỡng chất, cả chất độc, cả hay ba rô chất độc nó bơm vào, nó mới bơm lên can tàng huyết. Thế thì từ cái 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng ấy, là cái giờ mà gan nó bắt đầu xử lý, nó hoạt động để nó xử lý thì là các chất độc thành chất ít độc hoặc không độc để đưa sang thận rồi thải ra. Đấy, rồi nó xử lý để nó chuyển hóa thức ăn. Thế thì chúng ta lại làm lộn tung phèo tất cả lên. Thế cái giờ đấy là phải ngủ, thế nên là phải đi ngủ trước 11 giờ. Và làm sao cái giờ mà lúc can nó làm việc ấy, nó lọc độc ấy, là chúng ta phải ngủ. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta lại không ngủ, chúng ta lại thức, mắt chúng ta lại soi vào cái điện thoại màn hình multi screen này, ánh xanh này rất hại mắt, mà nó lại kích hại cái gan,
Đấy, thế nên là chúng ta bị một cái lỗi hỏng gan trầm trọng là chúng ta sẽ bên không, chúng ta ăn muộn. Cái bài này tôi cũng nói nhiều rồi. Thế thì cái khi mà cái gan nó yếu thì chúng ta bắt đầu đi khám bệnh, thì ngoài cái việc là siêu âm ultrasound, siêu âm để xem về kích thước gan. Như ngày xưa chúng tôi khám rất là ít khi có siêu âm lắm, khám gan phải sờ để gõ gan cho nó to nó bé. Cái tay tôi sờ mà gõ cực chuẩn. Thế nhưng mà bây giờ thì có siêu âm là làm rất nhanh, biết cho sang chỉ siêu âm, biết cho cả mặt sang siêu âm xong xem, đúng không? Cái ultrasound rồi là chúng ta làm xét nghiệm. Thì cái xét nghiệm đầu tiên mà chúng ta xét nghiệm là cái men gan. Đấy, cái men gan nó tăng. Thế bây giờ nhà nào đang bị men gan tăng thì nghe đi nhá. Đấy, thế thì men gan thì nó là cái gì? Cái mà chúng ta xét nghiệm men gan, suốt ngày nhắn inbox cho tôi thì tôi cũng mặc kêu rời rồi, mà tôi không có nghĩa phải trả lời inbox các bạn. Tôi lên đây tôi tư vấn thế này, đấy thì nghe là nghe, muốn tư vấn là phải nghe cái ông này này, tiếp cận cái ông đang nói này, mai ông lại vẫn nói ngày suốt ngày đây, mở ra lúc nào cũng nói, rồi cái ông mà đang ngồi ở ngoài này ông phải chơi lười lắm. Thế thì men gan nó là một tập hợp những cái enzyme, là lại động đến một cái khái niệm mới là enzyme. Nó là một tập hợp những cái enzyme cực kỳ perfect, cực kỳ hoàn hảo và tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đấy, thế thì tại sao mà để nó chuyển hóa, đúng không? Thế nhưng mà tại sao nó lại men gan thì đến tốt chứ tại sao khi nó tăng mà lại kết luận là bị bệnh? Đấy, thì cái này trong y khoa có những cái xét nghiệm là người ta không làm trực tiếp được, mà người ta sẽ làm gián tiếp. Chẳng hạn những người ví dụ như xét nghiệm mà ure máu tăng là nhiễm độc. Đấy, những người mà bị protein niệu giảm dần dần như rồi mang thai mà phù chân rồi suy thận mà không lọc thận là ure máu nó tăng mệt lắm, rũ rượi ốm chết. Thế thì ure máu không độc. Có một số trường hợp chữa bệnh là điều trị là còn phải truyền ure mà ure không độc. Thế nhưng tại sao lại xét nghiệm ure? Thế mà cái chất độc tiền thân để tạo ra ure sẽ ure uric thì chúng ta lại không xét nghiệm được. Nên là chúng ta xét nghiệm cái sản phẩm của nó có mặt ure tăng là rất nhiều chất độc. Thì cái những cái tế bào gan bị hỏng là khi gan gặp các tình trạng nặng gánh, tăng gánh rồi suy giảm chức năng gan, rồi gan ốm yếu, gan mệt lử mệt lả ra vì rượu, vì chè, vì chất độc, nói chung vì thức đêm thức hôm, vì ăn muộn, vì ghen tức, thì nó lại khổ là gan nó không kêu đau. Gan là một cái tạng có lẽ là ngu nhất trong cơ thể, có hai thứ ngu là gan và thận. Ốm chả bảo mới còn gì, dạ dày thì nuốt phải cái gì, đau bụng không, ruột gan cái gì, đau bụng bàng quang đáy mút đáy dắt rồi sốt rồi hổ phổi rồi ho ngay. Nhưng mà gan sắp chết không bảo ông chủ nhé. Chúng ta nhớ là chúng ta có hai cái cơ quan nó trung thành, nó ngoan nhưng mà khi nó lại dở quá, gan sắp chết không bảo ông chủ, thận teo một quãng không bảo ông chủ, thế mới sợ chứ đấy. Thế ông nào nói về thận sau, thế ông nào nói gan thôi. Thế thì là cái gan nó bị hủy hoại, cái gan nó bị hủy diệt, cái gan nó bị tăng gánh nặng chất độc, cái gan nó bị suy giảm chức năng, nhưng mà nó lại không báo ông chủ, nó cũng không báo bác sĩ, và bác sĩ không có cách nào để sẽ đánh giá cái tình trạng trực tiếp ngoài việc siêu âm hay là chụp CT scan. Thế các cái xét nghiệm sinh hóa là bác sĩ không xét nghiệm trực tiếp được, mà các bác sĩ sẽ đánh giá gián tiếp qua cái men gan. Đấy, nhưng cái men gan là một tập hợp enzyme đó, nhưng mà khi nó tăng là gan có vấn đề. Vấn đề khi nào? Nộp bằng rượu, hay bằng rượu mà lại là rượu men tàu men kia thì chết rồi nhé. Thế xong về đau đầu quá lại nộp 2 viên paracetamol, vì nghe trình độ của chúng ta hiểu biết là xem quảng cáo đúng không? Panadol, extra đấy là đội mũ bảo hiểm vào ôm eo nhau mặc máy zip in đấy. Thế là nộp rượu đau đầu quá, xếp viết về đau đầu lại làm 2 viên panadol, men gan tăng vọt nhé. Nên là chí tử chí mạng để chúng ta sốt, mà khi hạ sốt hay đau đầu không đúng cách, lạm dụng cái acetaminophen, Tylenol, paracetamol, đấy là chúng ta sẽ bị tăng men gan. Chúng ta dùng một số kháng sinh để hóa trị liệu tăng men gan, ăn phải chất độc tăng men gan, và gan sắp chết là gì, tế bào gan đang vỡ hàng loạt là tăng men gan.
Đấy, thế nên cái men gan ấy, là nó là một tập hợp những enzyme. Cái gì? Chẳng hạn như thuở xưa khi chúng tôi mà còn đi học ấy, thì bây giờ chúng tôi hay dùng cái xét nghiệm GOT-GPT. Đấy, viết tắt ấy. GPT-GOT. Thế nhưng bây giờ thì các bạn sẽ không thấy mấy cái đấy nữa. Nếu thấy có là người ta mở đúng không? Tại vì bây giờ thì người ta ghi cái GPT là ALT nhé. Còn cái GOT ngày xưa thì bây giờ ghi là AST. Thế khi có GOT, GPT hay là ALT, AST thì có nghĩa là bạn đang bị viêm gan đấy. Nên nếu mà bị nghi là viêm gan A, nghi là viêm gan B, viêm gan C hay là viêm gan do cái virus lạ hay cái bệnh lạ mà bây giờ các em bé đang bị và một số em bé châu Á chết ấy, thì người ta sẽ xét nghiệm cái GOT và GPT xem hai cái này có tăng không. Hai cái này tăng là chính xác là thường là bị viêm gan. Chứ bây giờ nhắc lại là bây giờ thì người ta ít dùng cái từ GOT, GPT mà người ta dùng là ALT hay AST nhé. Thế còn khi trong cái tập hợp này nó còn hai cái men nữa là ALP nhé, và GGT. GGT nó là cái từ viết tắt của gamma glutamine transferase. Nên thì tên nó dài, người ta viết tắt nó lại như GGT, gamma, gamma glutamine transferase, có chữ A dài đằng sau là enzyme, là men. Thế thì cái hai cái men sau ALP và nếu các bạn đi xét nghiệm nhé, tại vì những người nhà mà bị gan là luôn luôn đọc thấy cái này và luôn luôn phải theo dõi những cái chỉ số này đấy. Thế thì có bốn cái chỉ số men gan là các bạn sẽ hay thấy nhất đấy, thì là gì? ALP và GGT thì nó sẽ là khi mà có tổn thương của các đường mật trong gan đấy, có tắc các đường mật trong gan đấy. Tắc các đường mật trong gan, tổn thương các đường mật trong gan và mảng tế bào gan, những mảng tế bào gan thì mảng có nghĩa là gì? Thế thì bỏ mẹ rồi, có thể là bị ung, có thể bị u đấy, có thể bị ung thư đấy, có thể bị sỏi mật trong gan đấy, có thể bị áp xe đường mật trong gan đấy, có thể là bị áp xe do amip đấy, thì nó sẽ tăng hai cái men sau, hai cái men trước á, yeah, là nó là viêm gan, thấy hay xuất hiện trong viêm gan. Còn hai cái men sau mà nó có mặt thì bỏ mẹ rồi, thì là có thể nó ở trong cái giai đoạn mà kém lắm rồi. Đấy, nó u hoàn này, nó có u hoàn trọng mấy rồi, nó có tổn thương nặng đấy, mảng tế bào gan đấy, mảng tế bào gan nó tổn thương nặng rồi, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái men gan tăng thì nó có nguy hiểm không? Thế theo các bạn đến đây, nếu mà men gan tăng có nguy hiểm không? Thì những người mà cứ suốt ngày hỏi tôi là men gan nó tăng. Cho nhắc lại là nó rất dễ tăng. Bạn biết đêm thức ngô mà ăn đêm mà ăn phải chất độc, thuốc chống nấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc phun màu trong củ quả, bạn dính đòn ngay. Nốc rượu xong nhất lại còn làm bạn cái paracetamol nó tăng ngay. Thế nhưng mà nghe này, những người men gan thì là để con biết, thì chúng ta còn biết không có sợ quá. Tại vì là gì? Nếu như người Việt Nam bây giờ phải trên 30% là nhiễm viêm gan B, C ở trong mình, mang virus. Lại còn những loại các ông uống rượu rồi ăn chất độc và các vùng ô nhiễm nữa, thì tỷ lệ người Việt Nam mà vấn đề của gan với men gan tăng là rất là cao. Thế chúng ta nhảy lambda lên nào. Thế nghe nhé, cái men gan bình thường ấy, đặt bạn xét nghiệm bạn sẽ thấy nam nữ nó sẽ chênh nhau, nhưng mà nó khoảng dưới 40, nó 36, 38 ấy, dưới 40. Thế nếu mà nó tăng, khi men gan nó tăng từ 40 cho đến 80 nhá, thì bây giờ cái tuổi mà cứ lớn lớn tuổi đi xét nghiệm thì kiểu gì nó cũng tăng, mà nó thấy là nó lên 40, 45, 50, 60, 70, 80 ấy, là nhiều lắm, bị nhiều lắm rồi. Đấy, thì lúc đấy thì khám mà không thấy có chuyện được gì thì bao đi xét nghiệm máu, thì thường những người đó là gan nó mới nhiễm mỡ thôi, rồi cholesterol máu tăng ấy, rồi gan nhiễm mỡ thì sẽ men gan nó sẽ tăng ở trong cái khoảng từ 40 đến 80 thôi nhé.
Thế còn nếu mà nó tăng từ 80 đến 150, 160 ấy, thì có thể là bắt đầu chức năng gan bị suy. Nha, yeah, đấy. Nên là người nào mà thấy men gan tăng khoảng 4 lần. Yeah. Tăng từ 2 lần rưỡi đến 4 lần, tăng từ gấp 2 đến gấp 4 lần chỉ số bình thường. Mình bây giờ xét nghiệm, các bác sĩ sẽ ghi cái chỉ số bình thường cho chúng ta. Thế nên là khi mà nó tăng từ gấp đôi đến gấp 4 lần chỉ số bình thường, tức là nó tăng từ khoảng 80 đến 150, 55 thì chúng ta là bắt đầu có dấu hiệu chức năng gan bị suy giảm rồi, bỏ mẹ rồi. Có thể là cộng với hai cái men song tăng đấy, là đấy mảng xuất hiện đấy, chính là sơ từng phần rồi, có thể được sơ gan rồi nhá. Đấy, thế còn những người mà xét nghiệm men gan tăng từ 150 đến 200 nhá, thì chỉ là gan tổn thương trầm trọng rồi, gan tổn thương trầm trọng rồi, nghiêm trọng rồi, có thể dẫn đến sơ gan, dẫn đến cổ trướng, thậm chí là ung thư gan miệng nó luôn. Cái gan mình nó khổ như thế, gan nó chết 80%, thân chủ vẫn không biết, vẫn yên hùng trên bàn rượu đấy. Nên có chăng thì tôi sẽ nói thêm những cái biểu hiện có vẻ không liên quan gì đến gan, nhưng mà đã là dấu chỉ cho rằng gan chúng ta đang chết. Vì thế nào là gan nó chết đến 80% thân chủ không biết. Vậy thì làm thế nào để biết là gan đang chết? Đấy, để còn đi xét nghiệm, hoặc là để có cái can thiệp sớm. Tôi sản xuất hàng loạt sản phẩm gan, nhưng mà lúc đầu tôi cũng kỳ vọng là doanh số của nó cao, như cái sản phẩm sản xuất không kịp. Nhưng mà gan thì lại không cao. Tại vì là sao ạ? Thì sắp chết thì mình bắt đầu mới uống. Thế còn những ông mà nó chết 50%, 60%, 65%, 70% đâu biết. Chết 80% gan thì không biết mà. Đó. Thế thì nên là có thể sơ gan cổ trướng, rồi là ung thư gan rồi. Thế còn nếu mà nó tăng trên 200 nữa thì phải chán lắm rồi, gần đất xa trời lắm rồi đấy. Có thể là bệnh viện giữ lại, đi khám định kỳ giữ lại. Rồi có thể là thằng cánh cò bay ra nghĩa địa mà không ngoái lại nhìn sổ hưu, cũng chẳng đoái hoài gì đến tiền bạc đâu, nó chả thiết gì nữa, chết nha. Thế thì chúng ta làm như thế nào để biết được? Không phải lúc nào chúng ta cũng tiện xét nghiệm, nó phải có cái dấu hiệu chỉ điểm thì chúng ta mới than vãn với con cái, hoặc con cái thấy bố mẹ mình cái dấu hiệu đấy thì mang nhau đi xét nghiệm. Bây giờ nhá, vậy thì cái triệu chứng khi gan gặp vấn đề nhá, thì cái triệu chứng đầu tiên mà viêm gan ấy thì tức là nó bị vàng da, nó vàng da vàng mắt. Thì nhưng mà đợi vàng da vàng mắt mới phân nhạt màu rồi đi tiểu, nước tiểu vàng xoẹt ra rồi nhá, thì nói chuyện chó gì nữa. Thì đấy là viêm gan cấp, kể cả viêm gan A rồi các loại viêm gan B, C gì nặng rồi thì nó sẽ vàng da vàng mắt, rồi đi tiểu, nước tiểu vàng sẫm màu và phân nó bạc màu. Thì bây giờ là nặng. Thì còn những người mà khi mà gan nó suy, nó kém ấy, nó ở cái cấp độ khoảng xét nghiệm men gan tăng khoảng 80 đến 150 thì ngứa. Nó ngứa, có những bác nó ngứa, nó cứ từng mảng da nó sần ấy. Nhìn nó như là cái cây nó bị nhìn ghê, nó nhìn da đúng không? Đầu thì bui rồi. Thằng con rể chở đi xe hơi là vũi đầy gầu, đúng không? Uống tí rượu bia vào là nó cứ ửng đỏ hết lên, nó đỏ hai cánh mũi lên rồi nó đỏ phần da lên, da cóc cửa nó này tôi gọi là người Việt gốc hoa, thì nó ngứa da, ngứa thịt đấy. Nào, đi sao ra ngoài đi đi, em đòi ăn quay. Thế là thì là gì, chúng ta thấy là ngoài cái việc đấy, ngứa da ngứa thịt nha, ngứa da nha, thì nó cứng đấy, nó cứng, sáng dậy nó cứng, rồi ngồi nó cứng gối, nó không đứng dậy được, rồi cứng lưng nó cứng hết cả người nó vận động nó không linh hoạt. Thế nên là tại sao là bằng nhí nhảy được thì đấy là còn tốt, gan tốt, nhưng không nhí nhảy nữa đi lụ khu chân tay cứng rồi là gan kém lắm rồi nhé. Thế mà nặng nữa thì ở người già thấy nó phù nề chân, nó phù nề chủ yếu ở chi dưới, nó giữ nước nhiều lắm nhưng mà nó phù nề ở chi dưới nhiều hơn, tức là nó phù chân có thể phù ấn lõm ấy. Thế nên lúc nào mà nó hỏng cả tim nữa thì nó mới phù mặt, nên các cụ mới bảo lên mặt xuống chân mấy lần là chết đấy. Thế thì bây giờ nó có sự can thiệp của tây y hiện đại thì lên mặt xuống chân
là những ngày xưa tôi cứu ông tôi sống thêm 17 năm ông còn thi tài, chứ ngày xưa này là chết, bây giờ vẫn sống được nên là thi tài. Thì các bạn thấy là nó phù nề chân nhé. Thế và đôi khi nó buồn nôn. Thế những người mà cứ hay động giọng hay buồn nôn, những đứa chán lắm, đấy chán, chả biết ăn gì, đấy chả thèm gì. Đấy, hôm suốt ngày hỏi ăn gì thì nấu ra lại chán, nghĩ đấy chán được. Thế rồi nó buồn nôn, thế rồi thì nó đau tức hạ sườn, nó đau tức hạ sườn. Thế rồi nó mệt, nó chán ăn, rồi nó đi ngoài, đấy, rồi thì là tâm lý nó thay đổi, đấy, nó ham muốn, giảm ham muốn tờ giờ, giảm ham muốn thể dục ấy. Giảm ham muốn thể dục ấy, mà muốn tờ giờ đấy, có biết giảm ham muốn tờ giờ là gì không? Thế nên là có bệnh chứ không? Chứ là mình, đấy, thế thì rồi nó co cứng cân cơ, đấy, nhớ. Thế đấy là cái dấu hiệu để cho biết là gan chúng ta kém rồi đấy. Đừng có tin tưởng với bố đời uống rượu nữa mà cứ dặn cẳng ra uống với lũ trẻ. Tôi nói thật, sau này mấy ông Tây cũng khỏe lắm. Đây vừa hôm đấy mình đi Việt Nam về, mình sang bên này các bạn Tây nhớ, mấy ông bạn giàu có nhớ, rồi cả mấy ông chính phủ nữa, rồi cơ quan tỉnh nhớ, rồi xuống chăm bơ hỏi hẹn nhau mọi người đấy, làm cá hồi sashimi sushi xuống đấy ăn xong rồi ngủ đấy. Ở trong cái chăm bơ đi uống rượu thoải mái, uống xong mai đi đâu hết, không còn tí rượu nào cả. Tây uống kinh lắm, cả tôi là năm ông mà sáu người đưa một chú lái xe bên này, lái xe không uống, nhất định lái xe trong tỉnh nó không uống. Nó còn năm ông, cả ông này uống, nhưng mà tôi được bao nhiêu đâu, mình uống tí cho vui. Nhưng các ông kia là xuống mình uống thì mình bảo là không chơi, vì là bác sĩ mà nên là phải tính theo cân nặng. Mày cứ phát một tao phát một, mày nặng gần gấp đôi tao, tao uống đến chết bây giờ. Nếu không tao uống một mày uống hai thì mới đúng liều theo cân nặng. Thế dần dần các ông thấy là không chấp mình cái trò uống rượu. Thế thì là sao thế, đòi gì đây em, đòi gì cho em ra ngoài chơi đi. Đúng rồi, hết em đấy. Đấy em ngoan lắm, trả lời em không đấy. Em hay đòi hỏi. Thì là thưa các bạn là bốn ông, thế còn bốn ông hai chai vodka, mỗi chai khoảng 75, chưa xong thêm hai chai whisky cũng mỗi chai 75, thế là mấy lít, nhiều tính lít 6 lít. Tây uống rượu như nước nên được cái ngủ trong bơ mai chả nào, là cái rượu Tây nó không độc. Thế nên là khi mà lớn tuổi, khi đã mệt mỏi rồi, đừng có đú với mấy ông đấy mà bạn, mấy ông Tây này, ông sang Việt Nam ấy, mấy ông Việt Nam thích cái khoái chỉ cứ xui uống rượu, ôi trời, uống lúc cả xóm đắp chiếu, mấy ông này chả nào cả Tây đúng. Nhưng mà sang mà đỡ phải rượu Việt Nam tuyệt bở, đỡ rượu Việt Nam hôm sau dính đòn hết, đau đầu rồi kiểu u mình sợ đấy. Thế nên là tôi khuyên là những người lớn tuổi đừng có đánh ngu rượu với bọn trẻ nữa, đừng xưng hùng xưng bá nữa, giữ lấy cái gan của mình, thấy chưa? Gan nó sắp chết rồi, nó không báo. Thế bây giờ làm nào? Bây giờ làm nào? Đấy, nhưng giờ giải pháp trong này là khối người bị rồi đấy. Thì cái giải pháp ấy để ăn đi, giảm ăn thịt đi, giảm ăn đạm đi, ăn đồ ngũ cốc ấy. Đấy nhá, như ngày xưa đấy, chúng ta ăn này, nó ăn phải ăn đến 50-60% là ngũ cốc, ít nhất là 55% là ngũ cốc. Cơm đấy, bánh mì ấy, khoai tây ấy, ngô ấy, khoai lang, cái khoai lang ấy. Khoai lang tốt phết đấy, cái khoai lang mà mình ăn sống được ấy, nó tốt cho cả tiểu đường, nhưng mà không còn răng lại không còn sống được, hồi đấy tiểu đường nó lại ốm yếu, chẳng nhẽ lại nghiền khoai lang ra, ép khoai lang ăn sống. Một thế thì là ăn ngũ cốc, ăn rau củ quả, ăn trái cây, rồi thì là thịt ít thôi, đạm ít thôi đấy. Cái thói quen ăn ớt của mình Tây nó sợ cay nóng, ớt tiêu, các cái đồ kích thích, đồ chiên rán dầu mỡ giảm ngay. Những người nào mà tôi vừa nghe kể về các triệu chứng như là đi xét nghiệm đi. Thế và đặc biệt là có khi phải dừng cái việc uống rượu, thì không còn thế, bắt đầu dừng
nhưng không dừng thì cũng chết. Đấy, thế thì là dừng ngay cái việc đấy là ăn. Uống thì tăng uống những nước trái cây, rau củ quả đấy, ép là uống nhá. Hoặc là như ở Việt Nam luôn, nước lá nhân trần trà nội những thứ đấy, tiêm những lá uống này, uống nhá. Thế và ngủ thì nhớ là phải đi ngủ trước 11 giờ khó phết đấy. Nhiều khi mình tôi hay ngủ sớm lắm nhưng tôi thích ngủ, tôi đi ngủ sớm nên là bà xã hay bà trẻ con đúng một cái là mình tình xưa nó mất. Nên nhiều hôm các bạn thấy là 1-2 giờ sáng lại thấy tôi sáng đèn, là tôi dậy thì tôi lại ngó, tôi ngó cái gì đâu, tôi ngó một tin nhắn, tại vì là nó lệch núi giờ, có rất nhiều con nhà cửa sổ vàng hay đó người thân cấp cứu thì họ nhắn, nên là mình mà thấy là mình sẽ để còn giải cứu, nên là đêm là hay gọi mọ. Thế phải đi ngủ sớm đấy, ăn uống ngủ nhé, giảm cái lao động nặng nhọc lại. Thế và đặc biệt là đừng có đợi cho đến lúc men gan nó tăng ầm ầm lên rồi bắt đầu mới hỏi đến cái lọ gan. Thì rất là may là tôi đã sản xuất ra hai cái dòng, một cái dòng sản xuất ở Việt Nam gọi là Ganta, thì nó tên là bình can thảo. Bình can thảo thì nó toàn là lá cây thôi nhé, giấy xét phép của y tế cấp phép để sản xuất mà nó tốt lắm, nó tốt lắm đấy. Trong này có những người nào mà cho người nhà mình sơ gan cổ trướng bụng có nước rồi đấy, uống còn cứu được nhau đấy. Trong này có một bạn, bạn ấy cổ trướng rồi, gan chỉ còn 15% đấy, nghĩ là chết rồi đấy. Bây giờ bạn đẹp trai lắm, bạn khỏe lắm, nên là nếu mà bạn ấy mà dám chụp ảnh lên cho các bạn xem thì cũng có thể giúp được nhiều người. Đấy thì là cái bình can thảo là sản phẩm tôi sản xuất ở Việt Nam nhé, có tiêu chuẩn đăng ký Bộ Y tế. Và ở bên Tây này thì tôi sản xuất cái Herb Healthy Liver, tức là cái gan Tây. Cái lọ nó 60 viên, nhưng mà ngày dùng có 2 viên thôi. Đúng 2 viên. Thì các bạn nên dùng cái lọ gan ta trước. Dùng cái lọ gan ta trước. Thì nó cân bằng rồi thì nó giải quyết các cái vấn đề cấp tính ở trong mình. Sau đó thì độ 3 tuần thì chúng ta chuyển sang là sáng một viên gan ta, tối viên gan tây. Trong cả hai loại gan ta và gan tây thì nó đều có cái thành phần làm sạch gan, làm sạch nó như là cọ rửa làm sạch. Nhiều khi nó làm sạch nó thải ra rất nhiều cái chất độc chảy vào lại ngứa đấy nhá, nhiều người lại ngứa đấy. Đấy, thế thì chúng ta nên dùng cái đợt cấp ấy, thì chúng ta nên dùng cái bình can thảo trước, sau đó độ khoảng 3 tuần thì chúng ta dùng sang sáng một viên gan ta, chiều viên gan tây. Nhưng mà để bổ trợ cho nó thì các bạn có thể dùng thêm cái thăng thanh thảo, thăng thanh này. Thăng thanh rắn trọng, những chất độc gan chúng ta kém là nó rất nhiều chất độc ở trong máu với chúng ta rồi. Thế thì nếu các bạn dùng thăng thanh thảo phối hợp với những cái lọ gan này thì nó xẹp cái bụng xuống, nó sẽ xẹp cái bụng binh binh đầy khí, can khí. Thế nên là nó sẽ hạ can khí xuống, nó rắn trọc xuống để thải ra thận cái phù du lắng đọng bẩn ấy, và nó thăng thanh, tăng cái độ thanh sạch của máu lương huyết này. Đấy thì chúng ta đi phối hợp với cái thăng thanh thảo. Thăng thanh thảo ngày cho độ 3 gói, bụng nhẹ tinh. Đấy, sáng dậy là môi thơm nước bột ngọt. Đấy, thì chưa đừng có thấy còn sau này gan, hoặc là các bạn là các bác đấy mà thấy ô thấy có cả suy giảm tình dục. Hôm nay bọn trẻ con nó ngồi đây nên mình bảo suy giảm tờ giờ, suy giảm ham muốn thể dục ấy. Nên giảm ham muốn thể dục thì mình không nên dùng cái Lip for Him vội, mà mình dùng gan sạch đi đã. Gan nó tốt lên cái đằng kia nó cũng mới tốt. Đấy, tại vì thận thủy dưỡng can mộc. Thế thì bây giờ mình cứ dưỡng đằng thận thủy mạnh lên ấy, nhưng mà can mộc nó đang gặp vấn đề thì không được. Hư thì bổ mẹ, thực thì tả con. Thận là mẹ của gan. Khi mà gan mà bị bệnh thì nó đang cấp như này thì phải tả con, phải chữa nó đã, đả thông cho nó đã. Thế nên là chúng ta có thể phối hợp, và nếu mà dùng như thế thì sau một đợt xét nghiệm là cholesterol nó cũng giảm, men gan xuống nhanh lắm nhé. Đấy, thì chúng ta đang có những sản phẩm đó.
thì nó là cứu cánh chứ không phải đợi đến lúc đi viện. Riêng cái xích lăng này cứ đến lúc đi viện, lúc sắp chết rồi bắt đầu mới dùng. Thì tôi kêu gọi là dùng trước đi. Đấy, tất cả những người mà có cái dấu hiệu mà tôi vừa kể cho liệt kê ra cho nó thì xét nghiệm đi. Thế còn ở trong này thì còn một cái chi tiết nữa, đó là men gan giảm thì sao nhé. Chúng ta ít đề cập đến men gan giảm dưới trị số bình thường thì còn đôi khi còn nguy hiểm hơn là men gan tăng. Tại sao ạ? Có nghĩa là gan bạn chết hết rồi, nó chết gần hết rồi, nó không còn quân lính chết nữa, nó không còn tế bào để mà vỡ nữa. Thì bây giờ lính tráng nó đông thì mới đi đếm xác chết, đếm bia mộ, đếm xác chết, đếm túi đựng xác chứ, đúng không? Thế nhưng bây giờ nó chết hết thì còn đâu mà đếm. Thế là men gan giảm là dấu hiệu kinh hoàng đấy nhá. Đấy, thế nên là tất cả những người đàn ông trai tráng cường tráng hay là yếu ốm rồi mà men gan đang tăng rồi mà có các dấu hiệu Dr. Cương vừa liệt kê ra cho ấy, thì đừng có sưng bá nữa và dùng các sản phẩm của tôi, nó sẽ cứu cái lá gan của các bạn rất là nhanh, ở lại trần thế đi, nó khỏe mạnh. Nhưng các bạn đem về cho bố mẹ của mình dùng, thực ra giá thành nó rất là thấp. Thế nhưng mà sau đó hãy yêu lá gan của mình, hãy coi cái lá gan của mình như là lá gan em bé, chứ đừng có là khi xét nghiệm mà thấy men gan nó giảm rồi lại quay ra uống rượu. Hoặc có những bạn nói là em mua cho bố em dùng nhưng mà bố em không bỏ được rượu, thì đâm ra là cũng dở. Chả nhẽ này không cho dùng thì ông nhanh chết, mà dùng rồi thì ông mới tỉnh mai ông lại uống. Và thế này nhé, cái sản phẩm gan ấy là nó không phải là uống để trước khi đi uống rượu. Vậy thì tốt, thế thì trước khi đi uống rượu sẽ làm 2 viên để uống cho bọn kia say. Trước khi đi uống rượu thì nên uống cái vitamin của bổ tứ đấy, gói thăng thanh thảo, b làm 2 viên ăn zin đấy, chỉ sẽ bọn kia sẽ bc đấy. Còn nếu hôm nào phải đi tiếp khách thì uống 2 viên ăn zin, làm gói thăng thanh thảo, pha cốc vitamin của trái thủy điển bổ tứ đấy, uống thì chỉ thôi rồi, uống tiểu lượng tăng gấp đôi, uống xong mà uống giữ mồm nhá, đừng uống say bét nhè, uống giữ mồm cho lúc gần say dừng lại, gần say dừng lại. Sau đó nó ổn yên yên rồi, không uống nữa, hết trận rồi thì lại pha một gói thăng thanh thảo uống tiếp, thì đảm bảo 45 đến 50 phút sau, 1 tiếng sau gần như ngửi mồm không còn mùi rượu nữa, thấy chỉ được. Thế về nhà sau đó hai gan thì bây giờ mới uống gan tây, còn hôm sau bụng đầy thì uống gan ta. Nhưng mà nếu như uống viên gan trước ấy, rồi đi uống rượu thì tiềm lực của bạn lại bị giảm, gan sạch quá. Gan sẽ quá say nhanh lắm nhé. Thế nên là thôi không xuống uống rượu nữa. Hy vọng các bạn thích bài hôm nay chứ nhé. Đó, tạm biệt. Cứ nói biết cách đặt mẫu hậu, biết cách đặt những sản phẩm, tại vì chúng tôi không đưa ra hiệu thuốc, chúng tôi cũng không có cộng tác viên đâu nhé. Ở trong này những bạn nào mà muốn đặt ấy, là kêu lên đây ấy, thì là tôi cũng không biết đặt đâu, tôi không biết bán đâu, tại vì bán cho tôi là cả công ty bán cho tôi nhé. Tôi đang làm, tôi hôm qua là tôi đi thành lập thêm một công ty nữa ở bên này. Đấy, để công ty phân phối trên Amazon, tôi phân phối trên toàn cầu, nên là Amazon bán cho tôi, còn ở Việt Nam là Shopee bán cho tôi, rồi trang OnTrade là trang thương mại điện tử của cửa sổ hàng bán. Các bạn cứ nói là tại sao tốt thế không đưa ra quầy dược, họ em không dám đưa đâu, bởi vì đưa ra đấy thì một dạo sau là nó thành hàng nhái. Trong tương lai có thể tôi sẽ đưa một vài sản phẩm ra quầy dược nhé. Thế nên là tôi cố gắng để bảo vệ cái quyền lợi, tại vì nếu mà đưa ra ngoài quầy dược sau ngày mai nó có những cái sản phẩm nhái giống như vậy. Thì tôi chỉ có bảo thủ, tôi cứ bán trên các kênh của tôi. Thế nên nếu không biết thì kêu lên đây để các bạn hướng dẫn cho họ mua. Và tôi nhắc lại là rất nhiều người cứ nhầm họ là cộng tác viên. Tôi không tuyển cộng tác viên đâu ạ, là tôi không bán đa cấp đâu ạ, nhưng tôi chỉ có một cấp thôi ạ. Từ công ty là gì, nộp tiền vào công ty ạ, đồng thời công ty đóng hàng, hoặc là thậm chí các đơn vị bán hàng họ đóng hàng, họ xích luôn. Chào các bạn, chúc ngủ ngon, đi ngủ sớm và yêu lá gan của mình, vì lá gan là cuộc sống, yêu lá gan. Và thì đừng có ganh tị đố kỵ nhé, uất ức hại gan. Đấy, nhìn thấy người ta có hơn mình lại đau gan nhé. Tên nó nói thẳng đau gan. Goodbye, giữ ăn khỏe.